Hôm nay mình đang tập tay ở phòng tập thì có một bạn nữ đi qua kiểu: "Ôi giời, tập gì mà yếu thế?" Và đương nhiên là mình không thể chấp nhận câu nói này được. Để thể hiện mình không hề yếu thì mình sẽ thực hiện thử thách cầm tạ nhiều nhất có thể, với điều kiện là giữ tay vuông góc với thân người. Bắt đầu với mức tạ 10 cân, quá là dễ với mình luôn. Tiếp theo sẽ là 20 cân, vẫn quá đơn giản. Dám chê mình yếu à? Cứ cho thêm tạ đi. Và bây giờ là 30 cân, mình vẫn giữ rất là ổn, còn tranh thủ tạo dáng được luôn. Tiếp theo là 40kg, chưa ăn thua gì. Và mình vẫn có cảm giác có thể giữ thêm được. Mức độ tiếp theo mình sẽ thêm 10kg nữa là 50kg. Tầm này là còn bao nhiêu tạ phòng tập đặt lên là mình cũng cân hết. Tầm này là còn bao nhiêu tạ phòng tập đặt lên là mình cũng cân hết. Sau thử thách này thì mình rút ra một kinh nghiệm, đó là chúng ta không nên sĩ gái mà hãy tập đúng với mức tạ của mình.